Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Blue Energy Việt Nam. Có một số bạn khi order bộ rub âm từ bên Blue Energy về để lắp đặt á, thì các bạn khá là lạ lẫm với cái việc là lắp ghép những cái bộ phụ kiện của bộ rub âm vào cho nó thành một cái bộ hoàn chỉnh. Cho nên ngày hôm nay Đức làm video này để hướng dẫn cho các bạn lắp đặt từ những cái phụ kiện gắn vào trong cái bộ rub để cho nó thành một bộ hoàn chỉnh ha. Trước tiên Đức sẽ nói sơ sơ về các dòng sản phẩm của Shimano cho các bạn có cái sự lựa chọn cho nó đúng đắn ha. Đầu tiên nè, đây là bộ rub âm Inter 3. Có nghĩa là bộ rub âm này có 3 cấp số. Đây các bạn thấy đã chưa? Bén chưa? 3 số. Đây là bộ rub âm Shimano Nexus 7 số. Đây, Inter 7 nè các bạn. Đó. Rất là bén luôn ha. Bèn bèn bèn. Chạy rất là êm luôn các bạn. Đây là bộ rub âm Inter 8. Cũng dòng Shimano Nexus luôn. Inter 8, 8 số. Bèn bèn bèn. Bộ rub âm của Alfini. Alfini cũng rất là bén luôn ha, bóng loáng. Cơ bản là cái bộ Alfini và cái bộ Inter 8 này á, nó khá là giống nhau. Nhìn bề ngoài khá là giống nhau luôn. Nhưng mà cái Alfini này giá nó cao hơn. Shimano thì nói là cái này nó công nghệ nó dữ dằn hơn, nó ghê gớm hơn. Thì không biết là bên trong như thế nào, mình chưa có mở ra. Không, cũng chẳng có cái bộ nào cũ để mở nữa. Cho nên là thôi mình làm cái bài so sánh sau đi ha, nếu như sau này mình có. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp đặt dựa trên cái bộ Inter 8 này. Vậy thì khi mà các bạn order một bộ rub âm của Shimano về, các bạn có gì? Các bạn có bộ rub âm. Các bạn có bộ thắng, thắng bi hoặc là thắng đĩa thì tùy ha. Cái bộ này khách hàng order là bộ thắng bi nè. Đây. Bộ phụ kiện. Phụ kiện là mình có gì đây? Cái này là gọi là cái gì đây? Cái nắp đi ha. Cái này là dĩa 18 răng. Hai con ốc. Cái lẫy chuyển số. Lẫy chuyển số nó có 3 bộ phận luôn. Đó, ba cái này đi chung với nhau. Hai cái bát. Bát này để giữ trục với lại sườn cho nó đừng có xoay trục. Ốc này giữ ống thắng. Ốc này giữ cáp thắng. Cái bát giữ cái má thắng với lại cái sườn. Mặt đạn ron cao su. Cái khuyên này để giữ cái dĩa. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ráp. À, còn cái này nữa. Tay vặn. Rồi, cái này để qua bên đi, chi xíu ráp nó sau. Đầu tiên mình ráp cái đề trước ha. Rồi, các bạn nhìn nè. Đầu tiên đi, cái nắp này. Các bạn nhìn nè. Các bạn thấy nó xoay không? Tức là cái trục này nó xoay so với cái mớ này. Vậy nên là phải có cái gì đó che ngay cái phần này để nước cát rồi nó không có lăn vào đây. Vậy thì ụp cái này vào đây. Đó, che lại được chưa? Tiếp theo là đến cái dĩa. Cái dĩa này bạn có 3 phần lồi. Ở trên đây bạn cũng có 3 phần lõm. À, các bạn thấy chưa? 3 phần lõm, 3 phần lồi là nó ăn vào nhau để giữ cho cái dĩa không bị xoay. Gọi là cái lip, lip đơn. Rồi. Tiếp theo là đến cái khuyên này. Cái khuyên này là để cho nó ăn vào trong cái khe này nè. Đây, cái khuyên này phải ôm vào trong đây là nó ép cái dĩa nằm ở trong này, nằm giữa ha. Thì do là đây là cái bộ của khách hàng cho nên là mình sẽ không có gắn đâu, mình tượng trưng thôi. Nhưng mà muốn gắn cái này dễ lắm, các bạn
đặt nó vào đây, rồi hai đầu tua vít dẹp á cậy bên này và bên kia để cho cái vòng này nó nở ra, xong rồi đồng thời là có cái lực nó ép xuống thì cái vòng này nó sẽ ôm vào trong cái khe. Cái queen này là queen thở ha các bạn, đây queen này queen thở này nè các bạn thấy không. Rồi cái này mình bỏ nó qua một bên đi ha, tượng trưng thôi. Rồi bây giờ mình đến cái lẫy đề. À, trước tiên là cái lẫy đề vô thì mình phải ụp cái này vô trước, cái vòng nhựa này nha. Cái vòng nhựa này là nó có phần lồi và phần lõm nè, các bạn nhìn thấy trên video không? Đó, phần lồi phần lõm thì mình ụp nó xuống nha. Ụp là cái phần lồi lên trên, phần lõm xuống dưới. Nó giống như cái chảo á, ụp cái chảo xuống. Rồi. Được chưa? Đến cái này. Các bạn thấy nè, ở đây có một chấm đỏ ngay giữa. Đây trên này một chấm đỏ. Trên cái trục này, trên cái bộ này có chấm đỏ, thì ba chấm đỏ này phải trùng nhau, phải thẳng hàng với nhau thì nó mới ăn vào được. Và các bạn lật lên các bạn thấy nè, ở dưới này nó có cái khe, rất là nhiều khe. Ở đây này nó có rất là nhiều răng. Vậy thì cái răng, cái khe này phải ăn vào trong cái răng này, không ăn là không được đâu nha. Đó, giờ ụp vô nè. Giờ tìm 3 điểm thẳng hàng coi. Đó, thẳng hàng chưa? Rồi. Các bạn thấy không? Cứng như nè. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái chốt vào. Cái chốt này nó có cái chữ lock nè, chữ lock mà nó vặn về bên này. Có nghĩa là khi các bạn ịnh vào á, các bạn sẽ vặn ngược về hướng này. Gọi là theo chiều kim đồng hồ ha. Rồi các bạn cũng thấy nè, đây có cái chấm màu vàng. Thì ở đây nó cũng phải có cái chấm màu vàng. Hai cái này là nó trùng với nhau nha. Rồi, khi mà nó đã ăn vào trong rồi nè, thì các bạn vặn theo cái chiều của nó yêu cầu, là vặn theo chiều kim đồng hồ. Đó, thấy chưa? Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi ở bên ngoài này thì mình sẽ có cái bát để giữ trục so với lại cái sườn. Thì cái này đầu bên này là xong rồi ha. Thì các bạn gắn vô trong sườn thì sao? Cái sườn nó sẽ ăn ra thêm một miếng ở đây. Rồi bắt đầu mình sẽ ụp cái này vào. Đó, rồi bạn ốc lại. Tượng trưng đây ha. Đến cái bên thẳng nè. Bên thẳng ở đây nó có rãnh, nó có răng. Ở bên đây nó có rãnh. Đó, các bạn thấy rãnh không? Đây, những cái rãnh đây. Thì cái rãnh này phải ăn vào trong cái răng này. Rồi, các bạn xem nè. Rồi, ok. Nè, cứng cái này thấy chưa? Cái này là sẽ bắt vô trong sườn. Còn cái này là bắt nó bị dính vô trong bánh. Cho nên là hai cái này sẽ chuyển động tương đối so với nhau. Vậy thì cái bắp thắng ha. Đang bánh xe đang xoay nè. Bắp thắng. Nhả thắng. Bắp thắng. Rồi. Ở bên này thì có cái bạc đạn ron cao su. Các bạn ụp vào trong đây. Xong. Bên này cũng tương tự luôn là cái bát để giữ trục so với sườn. Vô. Rồi. Bạn ốc vô. Rồi, xong. Đẹp không các bạn? Cái phần thắng ở đây thì con ốc này nè, các bạn xỏ vào trong cái lỗ ở đây. Phần ống thắng nó đi tới đây là dừng. Còn cá thắng là nó chui ra cái lỗ này, nó đi vào trong cái rãnh này. Rồi con ốc giữ cáp nằm đây, là nó sẽ vướng, nó sẽ bị mắc vào trong đó. Con ốc giữ thắng nè. Đó, thì khi các bạn vặn cái sợi dây thắng vô trong đây thì các bạn thả vào trong lỗ này. Rồi, bóp thắng là nó giật ngược lại, nó kéo cái bố lại thôi. Ok ha. Còn cái bát này nè, cái bát này là các bạn cho cái phần này nó ôm vào trong cái càng xe. Còn cái phần này á, là nó sẽ bắt vô trong cái lỗ ốc ở đây. Đó, nó sẽ nhìn dáng nó như thế này. Đó. Rồi,
Bây giờ mình đến phần cách đề ha. Shimano làm sẵn cho mình hết rồi nè các bạn. Làm sẵn hết rồi. Thì cái ống cáp đề á, nó sẽ đi từ đây, chui từ đây qua đây. Đó. Rồi nó phải đi qua cái khe này nha các bạn. Phải đúng đi theo cái đường này. Đây. Phải đúng đi theo cái đường này. Xong rồi cái này nó, con ốc này nè, nó chui vào đây. Đó. Rồi cái giải cáp như vậy là đúng rồi ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vặn thử cho các bạn xem nè. Một điều lưu ý các bạn ha, khi các bạn chỉnh đến số 4 rồi, các bạn phải nhìn xuống dưới tay dài. Ở đây nè, nó có một cái chấm màu vàng, thì các bạn vặn á, làm sao đó mà cái chấm màu vàng á của hai phía đây, các bạn thấy hai phía không, nó phải ăn chung với nhau nè. Thì ở đây á, mình đang ở số 5 mà cái hai chấm màu vàng đây là nó trùng nhau rồi, cho nên là cái này các bạn phải tăng dây lên để các bạn xả số 4. Các bạn xả xuống số 4 ở đây, thì ở chỗ này cái điểm màu vàng nó trùng nhau, thì tới lúc đó những cái bộ số nó mới đúng hết với nhau. Trường hợp mà nó bị lệch thì kiểu như là cái lẫy mà chọn số ở bên trong này á, nó đi không hết hành trình của nó đi nửa vời, thì các bạn đạp nó rất là dễ bị tuôn, và nó tuôn nhiều mài nhiều thì nó mòn luôn cái lẫy bên trong, thì nó hư cái bộ này đó. Cho nên là cái chỗ này các bạn cẩn thận ha, luôn luôn kiểm tra cái này trước khi mà mình ngồi lên xe đạp đó. Khi bạn mà set up nó đúng á thì các bạn đi thiên thu luôn, chẳng bao giờ hư. Rồi, đơn giản là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu như mà các bạn có những câu hỏi thắc mắc nào về bộ rúp âm của Shimano thì có thể bình luận ở dưới video, hoặc là các bạn có thể nhắn tin và gọi điện đến Blue Energy luôn, sẽ có người ta trả lời cho các bạn ha. Rồi, thân ái chào các bạn.